chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu. Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời, và khi chúng ta xa nhau gắt như mù vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cũng nhiều. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2021 và giao ban tiến độ sản xuất vụ thu đông. Trường Tiểu học Khái Nhân chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2021-2022. Người dân ở các địa phương trên địa bàn thị xã tập trung chăm sóc lúa mùa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sự hội nghị có các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm học 2020-2021 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19
diễn biến phức tạp khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch năm học trong toàn tỉnh. Với việc triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành thời gian kế hoạch năm học một cách chủ động, nên ngành giáo dục tỉnh ta vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp có những chuyển biến tích cực. Khối mầm non 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%. Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 88,7%. Có 481 trên 623 trường trung học cơ sở đạt chuẩn. Trung học phổ thông có 49 trên 77 trường đạt chuẩn. Toàn ngành tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,97%. Có 1.288 lượt thí sinh đạt điểm 10. Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục ở các nhà trường, tích hợp, lồng ghép, tinh giảm nội dung chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhất là chất lượng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, có bước phát triển vượt bậc. Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận các vấn đề nổi cộm, những khó khăn mà ngành giáo dục đang gặp phải, cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, như tình trạng thiếu giáo viên, hình thức khai giảng trong năm học 2021-2022, công tác phòng chống dịch COVID-19, giải pháp ở các nhà trường khi địa điểm được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã tham gia thảo luận về một số nội dung, đó là phương án tổ chức khai giảng của địa phương là khai giảng ngay tại lớp học. Các nhà trường trên toàn thị xã đã đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất lễ khai giảng năm học mới. Hiện nay, trên địa bàn không còn trường học được trưng dụng cho khu cách ly tập trung, phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thị xã đang lên kế hoạch đón học sinh của thị xã tại các tỉnh thành về cho kịp năm học mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong năm học qua, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, tháo gỡ khó khăn của ngành với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt chủ động nghiên cứu xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa chống dịch, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng và chất lượng, rà soát sắp xếp lại mạng lưới giáo dục phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững giáo dục mũi nhọn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trường lớp, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác dạy và học. Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 2 cá nhân, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Thị xã Nghi Sơn có học sinh Hoàng Thị Thanh Huyền, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia II đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là một trong 23 học sinh trong toàn tỉnh đạt 29 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2021 và giao ban tiến độ sản xuất vụ thu đông đến điểm cầu 31 xã phường. Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có lãnh đạo chuyên viên phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo sản xuất phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm thị xã Nghi Sơn. Những tháng đầu năm 2021, dịch cúm gia cầm H5N6 xuất hiện tại phường Hải Hòa phải tiêu hủy 4.130 con và dịch bệnh viêm da nổi cục, châu bò xảy ra tại 28 xã phường, làm tổng số 1.615 con châu bò mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 405 con đã làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kết quả công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc. Cụ thể, đợt 1 năm 2021, tiêm phòng cúm gia cầm được 11.000 liều, tiêm phòng dại cho chó được 13.350 liều, đạt 73,8% kế hoạch.
tiêm phòng lở mồm long móng gia súc được 2.175 liều, đạt 20,3% kế hoạch. Tiêm phòng tụ huyết trùng châu bò được 2.035 liều, đạt 19% kế hoạch. Tiêm phòng tụ sấu lợn được 2.190 liều, đạt 15% kế hoạch. Tiêm phòng viêm da nổi cục được 18.475 liều. Đối với công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho gia súc gia cầm trên địa bàn bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 và hoàn thành công tác tiêm phòng kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Để hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021, lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Nghi Sơn yêu cầu các xã phường cần kiện toàn lại ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để rà soát, thống kê chính xác số lượng gia súc gia cầm thuộc diện phải tiêm, lập biên bản xử phạt không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của luật thú y, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường, thôn, tổ dân phố để người chăn nuôi biết và tự giác thực hiện công tác tiêm phòng, đồng thời yêu cầu các thành viên tổ tiêm phòng thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, trường tiểu học Hải Nhân có 1.050 học sinh ở 5 khối lớp, trong đó khối lớp 1 là 250 em. Ngày 23 tháng 8, học sinh lớp 1 tiệu trường và phân lớp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như các điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 1 đầu cấp vào nhập trường, trường tiểu học Hải Nhân đã tiến hành vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà trường, sắp xếp lại phòng học, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường điện và các thiết bị điện trong lớp học như quạt mát, bóng điện, lắp đặt bổ sung đường ống nước. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, năm học này, nhà trường được mua bổ sung 125 bộ bàn ghế đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khó khăn của trường tiểu học Hải Nhân đó là tình trạng thiếu phòng học và phòng chức năng. Hiện nay, nhà trường chỉ mới bố trí được 19 phòng học trên tổng số nhu cầu cần là 29 phòng. Vì vậy, nhà trường đang phải tổ chức học 2 ca mới đảm bảo các nhiệm vụ, kế hoạch của năm học đề ra. Cô giáo Đỗ Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Nhân cho biết. Hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, trường tiểu học Hải Nhân đã cơ bản có đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị đón học sinh tựu trường và thực hiện năm học mới 2021-2022. Năm học này chúng tôi đã xác định nhà trường sẽ cùng với toàn ngành triển khai đồng thời hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thực hiện công tác dạy và học và trong đó tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó thì công tác phòng chống dịch COVID với những diễn biến phức tạp cũng được nhà trường hết sức là quan tâm. Trong thời gian vừa qua thì nhà trường đã tiến hành tham mưu với lại chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hải Nhân để bổ sung, sửa chữa những cái hạng mục cơ sở vật chất và được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương thì chúng tôi năm học này sẽ có bổ sung thêm 6 phòng bàn ghế mới và năm nay thì cũng có những cái khuyến cáo về thực hiện phòng chống COVID và chúng tôi liên tục cập nhật những cái thông tin chỉ đạo từ ban chỉ đạo phòng chống COVID của xã, của thị xã Nghi Sơn và những cái chỉ đạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành để có thể vững tâm bước vào năm học mới đầy hứng khởi nhưng cũng sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức. Một năm học mới lại đến, tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Hải Nhân sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng tới sự giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hoàn thành nhiệm vụ kép trong năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với trách nhiệm là đơn vị chuyên môn, Trạm Y tế Phường Nguyên Bình luôn xác định tính chất phức tạp của dịch bệnh để tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống tại địa phương. Từ đầu tháng 4 đến nay, toàn phường đã có hơn 10.000 người thực hiện khai báo y tế. Trong số đó, sau khi kiểm tra phân luồng, Trạm Y tế Phường đã lập hồ sơ yêu cầu cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
199 trường hợp, cách ly tập trung 12 trường hợp. Bên cạnh về nhiệm vụ chuyên môn, trạm y tế cũng đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Nguyên Bình, ban hành các công văn hướng dẫn, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch như quần áo bảo hộ, hóa chất. Ông Lê Điện Biên, trưởng trạm y tế phường Nguyên Bình cho biết. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh COVID, trạm y tế luôn đặt lên hàng đầu. Trạm y tế thường xuyên tham mưu cho ban chỉ đạo ra các văn bản chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tất cả đối tượng đến về trạm khai báo y tế, chúng tôi đã phân luồng, xác định vùng dịch để cho đối tượng cách ly tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà, và hoặc là đưa đối tượng đến cách ly tập trung tại cơ sở tập trung của thị xã. Đối với trạm y tế thì thường xuyên phối hợp với tổ dân phố xuống tổ dân phố giám sát, đôn đốc và xử lý để những đối tượng không chấp hành quy định cách ly tại nhà hoặc là theo dõi y tế sức khỏe tại nhà, để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường đang được kiểm soát tốt. Trạm y tế phường Nguyên Bình sẽ tiếp tục bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường cũng như của thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Trúc Lâm phối hợp với Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, các tổ dân phố đã trực tiếp đi kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở những trường hợp cách ly y tế tại nhà, thực hiện và tuân thủ việc cách ly theo quy định. Theo số liệu thống kê, hiện phường Trúc Lâm có 6 người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ban chỉ đạo của phường đã thành lập tổ công tác đi đến kiểm tra nhắc nhở các trường hợp cách ly, giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình 2 mét và đeo khẩu trang khi tiếp xúc, ăn riêng, ngủ riêng và tự theo dõi sức khỏe. Đồng thời tuyên truyền người dân tiếp tục phối hợp tốt, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch một cách an toàn, hiệu quả nhất. Qua kiểm tra, các trường hợp đang thực hiện cách ly trên địa bàn phường đã chấp hành tốt việc thực hiện cách ly tại nhà, không có trường hợp nào tự ý ra khỏi nhà hay trốn cách ly. Với sự chủ động vào cuộc tích cực của các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ COVID cộng đồng của phường Trúc Lâm sẽ góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Các Sơn là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của thị xã. Vụ mùa năm 2021, xã gieo trồng 676 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai 85,5 ha, lúa thuần 590,5 ha. Cũng trong vụ mùa năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã xây dựng mô hình khuyến nông sản xuất 10 ha giống lúa chất lượng cao TH998 tại thôn Kiêm Sơn. Đến nay, diện tích lúa trên địa bàn xã cơ bản sinh trưởng tốt, phát triển tốt, đang trong giai đoạn chỗ bông. Tuy nhiên, một số trà lúa xuất hiện sâu bệnh, gây hại như bệnh khô vằn, bạc lá. Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn đã chỉ đạo kịp thời công tác phòng trừ sâu bệnh và các biện pháp chăm sóc lúa vụ mùa. Đồng chí Trương Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn cho biết. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ chỉ đạo các thôn và cán bộ chuyên môn và phụ trách nông nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi giám sát việc sinh trưởng phát triển của cây lúa, đặc biệt là trong cái thời gian lúa trổ để cung ứng đầy đủ nước tưới, rồi là chăm sóc theo đúng điều độ cho cây lúa để đạt được cái kết quả tốt nhất trong cái vụ mùa này. Vụ mùa năm 2021, xã Thanh Sơn đưa vào gieo cấy 261,5 ha lúa, cơ cấu bởi các giống chủ lực như BC15, TH998, VT505, NEP97. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn chỗ bông, phát triển tốt. Tuy nhiên, một số diện tích lúa xuất hiện bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá và chuột phá hoại trên diện rộng, chiếm 15% tổng diện tích lúa. Để hạn chế thấp nhất khả năng gây hại và các biện pháp diệt trừ sâu bệnh và chuột phá hoại, đồng chí Trần Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết.
Thì trong thời gian qua thì Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo đến hai hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn xã là tổ chức là phun phòng cho cái lúa, chủ yếu là cái bệnh là bạc lá và bệnh sọc đốm sọc vi khuẩn. Thì bên cạnh đó thì song song với cái việc là phun phòng thì Ủy ban nhân dân xã tổ chức chỉ đạo cho nhân dân trên toàn xã là đánh thuốc diệt chuột trên toàn bộ cánh đồng, đánh bằng các hình thức như là hình thức đánh thủ công, rồi bằng bẫy kẹp, rồi hun khói, phát quang bụi rậm, và đánh bằng cái thuốc sinh học như là thuốc Biorat để rồi đảm bảo cái diện tích lúa mùa. Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm 2021, phường Mai Lâm đưa vào gieo cấy hơn 100 hecta lúa, cơ cấu bởi các giống như BC15, TH998, VT505, Khang Dần. Hiện tại 100% diện tích lúa mùa của phường đang trong giai đoạn làm đồng chỗ bông. Vì vậy địa phương đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân trong phường chủ động bón phân cho lúa đúng thời điểm, đúng loại phân, đúng liều lượng để tạo điều kiện cho cây lúa chắc bông và chỗ tập trung. Đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo phương châm 4 đúng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt ở giai đoạn cuối vụ. Thưa quý vị và các bạn, vụ thu đông năm 2021, phường Trúc Lâm đã hoàn thành gieo trồng 10 ha lạc theo phương pháp phủ bạt ni lông, cơ cấu bởi các giống chủ lực phù hợp với đồng đất địa phương như L12, L14, L16. Đối với 110 ha lúa vụ mùa, cơ cấu giống chủ yếu bởi các giống lúa lai và lúa thuần. Qua thăm đồng cho thấy, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn phường sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn đè nhánh làm đồng. Tuy nhiên, có một số diện tích xuất hiện bệnh khô vằn, đốm lá. Để chăm sóc và bảo vệ diện tích lúa mùa, chính quyền phường Trúc Lâm chỉ đạo cán bộ chuyên môn và nông dân thường xuyên tổ chức thăm đồng, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, phát hiện sớm sâu bệnh để hướng dẫn người dân có biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện thông báo số 212 ngày 18 tháng 8 năm 2021 về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của thị ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thị xã, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế của địa phương được đảm bảo phù hợp trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên gần đây, từ ngày 27 tháng 7 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thị xã đã phát hiện 20 ca nhiễm SARS-CoV-2 là công dân về đi qua thị xã từ các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện thông báo số 212 về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và siết chặt quản lý việc không để công dân thị xã từ các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về địa phương theo tinh thần ai ở đâu, ở đấy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện ngay và quyết liệt các nội dung sau. 1. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lời kêu gọi
phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản của các cơ quan trung ương và của tỉnh, của thị xã. Tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án kịch bản để chủ động kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, cần nhận diện, đánh giá mức độ, nguy cơ dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Coi trọng nhận diện từ xa, từ sớm, từ cơ sở để chỉ đạo triển khai các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm từng địa phương an toàn, để toàn thị xã an toàn, linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn, nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. 2. Tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch. Phải lấy dân làm gốc, lấy gia đình làm trung tâm, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID. Sự tham gia của người dân có ý nghĩa quyết định, mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các bệnh viện, doanh nghiệp, chợ, trường học, công sở phải là một pháo đài chống dịch. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với tinh thần chống dịch như chống giặc. Trong phòng chống dịch, nhằm ngăn chặn, kiên quyết đẩy lùi, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. 3. Tăng cường và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn, thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vaccine. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ đầu, xuyên suốt trong tất cả các khâu. Trong đó, cần tập trung siết chặt công tác phòng chống dịch để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài, phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, truy vết thần tốc, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 4. Tiếp tục mở rộng các cơ sở cách ly, cần chủ động rà soát hệ thống cơ sở vật chất hiện có như các khách sạn, nhà nghỉ để xây dựng phương án thành lập các khu cách ly, các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 khi có tình huống xảy ra. 5. Ngành y tế thị xã tiếp tục duy trì xét nghiệm tầm soát và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho công tác phòng chống dịch, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuyến đầu, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực mạng lưới y tế các tuyến, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Bên cạnh việc làm tốt công tác khám chữa bệnh và làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các bệnh viện, cơ sở y tế phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong các cơ sở y tế. Đồng thời xây dựng phương án kế hoạch mô hình bệnh viện COVID trong bệnh viện để khi cần thiết có thể khởi động ngay, phát hiện sớm F0, phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay, phải kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển, làm lây lan dịch ra cộng đồng. 6. Kể từ 00 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021, nếu công dân từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cố tình về địa phương mà không có sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng trên người và thực hiện cách ly y tế tập trung bắt buộc 21 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của thị xã.
tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và phải chịu mọi chi phí trong quá trình thực hiện cách ly, các dịch vụ y tế có liên quan. Lái xe, phụ xe và những người liên quan phục vụ cho việc vận chuyển những người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thị xã Nghi Sơn mà không được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, phải thực hiện cách ly y tế tập trung bắt buộc 21 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của thị xã và phải chịu mọi chi phí trong quá trình thực hiện cách ly, các dịch vụ y tế có liên quan và các dịch vụ lưu giữ phương tiện vận chuyển. 7. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, các ngành đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã bổ sung kinh phí phòng chống dịch trên địa bàn, hướng dẫn các đơn vị, các xã phường quy trình thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. 8. Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, thực hiện nghiêm quy định 5K, giãn cách hợp lý, tuyên truyền và yêu cầu tiểu thương định kỳ làm test nhanh để tầm soát nguy cơ, nhất là những nhóm có nguy cơ cao. 9. Công an thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các ngành đơn vị liên quan tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường xử phạt các vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 10. Đề nghị các chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, phân luồng kiểm soát người và phương tiện qua chốt, đảm bảo kiểm soát chặt nhưng không gây ùn tắc giao thông. Yêu cầu các phương tiện luồng xanh được phép lưu thông qua chốt, không dừng đỗ trên địa bàn thị xã. Yêu cầu khai báo thông tin cá nhân của các công dân trở về địa phương để kịp thời phối hợp, thông báo cho các xã phường có công dân để chủ động tiếp nhận, quản lý, xét nghiệm, cách ly theo quy định. 11. Các phòng ban ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã phường và các tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đột xuất và định kỳ về Ủy ban Nhân dân thị xã qua Phòng Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 12. Ủy ban Nhân dân các xã phường chấp hành nghiêm các hoạt động đang thực hiện, dừng hoặc tạm dừng theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống bệnh và yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm túc. Nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả đề nghị xử lý hình sự đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, cung cấp những kiến thức cần thiết để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, tự giác, chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động tấn công, thích ứng nhanh chóng với diễn biến của tình hình dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ, vượt qua khó khăn để chiến thắng dịch bệnh trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Hyundai Thanh Hóa trân trọng thông báo tới quý khách hàng. Từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, đại lý triển khai chương trình Hyundai hỗ trợ khách hàng vững vàng mùa dịch. Chương trình khuyến mãi bán hàng đặc biệt dành riêng cho khách hàng tại thị trường Thanh Hóa khi mua Hyundai Tucson và Hyundai Accent. Nội dung khuyến mại cụ thể như sau. Hyundai Tucson ưu đãi giảm giá xe lên đến 66 triệu đồng, tặng thêm bộ quà phụ kiện theo xe, cộng voucher ưu đãi dịch vụ trị giá 5 triệu đồng. Hyundai Accent ưu đãi giảm giá xe lên đến 27 triệu đồng, cộng thêm bộ quà tặng phụ kiện theo xe, voucher ưu đãi dịch vụ trị giá 5 triệu đồng. Liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn, hotline bán hàng 0981 536 688. Hyundai Thanh Hóa, mặt bằng quy hoạch 2792, đường Hùng Vương, phường Đông Hải, thành
thành phố Thanh Hóa. Website chính thức: http://hyundai-thanhoa.com.vn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm. Biên tập: Trung Hiếu. Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.